Lên giữa. Shit. God damn it. Fire like footstep. Lấy có coi ít nữa cái coi tiếp 51 thì như cơm bữa ngay. Ô 500. Ở đây có ba, ở đây ai có băng không? Có không có, tôi để ba máu hết rồi. Má ở đây cũng ba máu này. Oh, 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 hold up. Đây, 500. Cái ưu tiên lấy sát thương và quái nhá. Vơ Ma bảo sát thương và quái. Vơ Ma bảo là sát thương và quái. Mấy max để mấy tết sau diệt quái cho nhanh. Chủ yếu là quái boss không còn vấn đề nữa. Ê thì mẹ nằm trong. Traveler, time to fire. Sơ gần level 7, sơ thương boss cộng 28 ạ, nhìn mẹ vãi lùn. Bonus. Here he goes. Oh, sao còn đảo hồi chiêu. Tôi xin lạm này. Gọi drone power up đi. Lên level 8 sát thương vũ khí 33% HP cộng 42. Ôi à, HP cộng 16 cộng HP cộng 13 mỗi 5 giây. Vâng, chuyển sang hết sát thương bác ơi. Ừ. Đây thì phải ở dưới à? Cái nó đây, lên đây, thủ lên đây, thủ lên đấy. Hai con ra đây, tụi hai con ra đây.